Trời ơi, cây gì đây anh chị ơi? Yes. Sao cái hoa của nó đẹp quá nè. Ê, đây cây nữa nè. Một cây này nữa anh chị, cây này cái lưỡi hơi là độc lạ nha. Đó, lưỡi như chớp luôn, quá trời đẹp luôn. Ý, đây nữa. Sao nhiều quá vậy nè. Đây nữa nè. Trời ơi. Đây là một cái lô bà liễu đặc biệt nha các anh chị nha. Và như các anh chị mình đang thấy, bà liễu đột biến lưỡi trắng. Đó, đây là một cái lô bà liễu bình thường thôi mọi người. Nhưng mà em lụm sơ sơ để coi 2, 4, 5 cây rồi các anh chị. 5 cây ở bên đây, cây này hình như đột biến lưỡi nữa nè. Đó. Trời ơi, đẹp quá trời luôn. Đây nè mọi người ha, quá xuất sắc luôn. Đây là một cái lô hàng bà liễu rất là đặc biệt. Và hôm nay với cái lô hàng này em muốn chia sẻ cho các anh chị toàn bộ những cây là em lựa cho mình lùm vậy nè mọi người. Đó, lùm mà đang có vòi nữa, để về cho các anh chị mình có thể là may mắn mình sổ ra được những cây đột biến lưỡi ha, đột biến lưỡi trắng. Hiện tại những cây đột biến lưỡi trắng như thế này đó, người ta đang chia sẻ nhau với giá tầm khoảng 200 ngàn một chậu ha. 200 ngàn một chậu thì nãy giờ là mấy cây này là cũng tầm khoảng cả triệu rồi. Các anh chị 5 chậu là được 1 triệu rồi. Thì em bán cho mình một combo 3 chậu hôm nay, lựa cho các anh chị mình là hàng đang nhú vòi, siêu lùm luôn. 3 chậu chỉ có 169 ngàn thôi và em bao phí vận chuyển. Nếu như anh chị nên mua từ 2 combo trở lên ha, em sẽ ưu đãi cho mình một mức giá rất là sốc luôn. 2 combo là 340 ngàn em bao phí. Và đặc biệt là em sẽ tặng thêm cho các anh chị mình một gói dưỡng hoa, bao phí vận chuyển. Nếu yêu thích cái bà liễu đột biến lưỡi trắng như thế này thì các anh chị mình nhanh chóng nha. Em tin chắc rằng trong combo 3 chậu vậy thì bèo nhất các anh chị mình cũng sẽ sổ ra được 1-2 cây đột biến lưỡi trắng rất là đẹp như thế này.